Đó thì đây đây là cái ác này các bạn, thì mình lúc vô đây ha, mình sẽ chịu ở đây nè, thì sẽ chịu tay trên đó. Thì ở đây nó sẽ có hai con ốc này các bạn, nó hai con ốc thì mình để một lại, có khi mình xài một thời gian nó bị hư găng này các bạn, thì mình còn ốc si cua ha. Thì con ốc này nè nó sẽ dặn vô đây nè các bạn, nó dặn vô đây ha, rồi sau đây mình sẽ dặn vô đây cho các bạn xem. Nè các bạn, thì mình dùng cái lục giác nè, các bạn dàn ngót này vô ha. Rồi các bạn sau khi dặn cứng tay đó, thì ở đây nó sẽ có hai cái đầu nè các bạn, hai cái đầu nè, đây các bạn dặn trái ra đó. Các bạn lấy giùm cho mình một cây chìa khóa 19 và một cây chìa khóa 17 ha, mình sẽ chịu đây nè các bạn, xong mình sẽ siết, mình sẽ rút cát qua các bạn đó. Mình sẽ rút từ từ qua cho các bạn xem ha. Chứ mấy cái này các bạn mà đóng là nó cong cái tay các bạn. Các bạn thấy nó qua từ từ rồi đó. Đó các bạn thấy không, nó rút qua từ từ rồi đó, mình sẽ siết từ từ lấy cho các bạn xem. Cái này là có cái khảo cũng được nè, không có khảo là thua luôn nha các bạn. Thấy nó nặng ghê không? Đó, nó cực kỳ là nặng luôn nha. Ý là mình cảo như vậy nó nặng mà nó còn nặng như vậy nữa, là không thể nào mà đóng ra được cái chân. Đa số xe tay ga là nó bị nhiều các bạn, xe số thì ít nha. Xe tay ga là đa số mà chạy mà khô nhất dính vào cái tông, mà đa số là dính tay với thằng bạn dính dính nát cái tông chân luôn. Các bạn thấy nó sắp ra, nó sắp ra rồi các bạn, nó ra rồi đây nè. Thì các bạn thấy nó ra khỏi gác này nè, nó ra nè. Thì lúc này mình sẽ xả cái con ốc này ra các bạn, các bạn thấy nó ra đây không, tới lúc này gác nó chạy qua đây nè, nó ra khỏi cái tay của mình rồi nè. Thì lúc này mình sẽ xả con ốc này ra ha, xả con ốc này ra, mình sẽ lấy cái cạo các bạn. Đó, thì các bạn thấy gác không? Nó ra các bạn. Đó, thì các bạn thấy nó cháy không? Nó dính luôn nè. Đó, nó dính luôn nè. Nó cháy nó dính luôn. Đó. Thì cái này nè các bạn, thì một lát nữa thì mình sẽ dùng cái giấy nhám đó các bạn. Mình sẽ quấn vô cây này nè, quấn vô cây tròn tròn này nè.
thì các bạn sấy cái minh dịch mình những cái nhám mịn nhám nhật á, bạn tha đây nè, thì mình sấy xương xương cái tay là giọt bóng thôi các bạn. Còn mình sẽ xài cái ác mới đó là xài ok ha. Đó, cách xử lý là như vậy chứ các bạn đóng không được, đóng nó bị cộng cái tay dên ha. Rồi mình là nhà bạn Giang ha, video của mình đến kết thúc, bạn xem video của mình thì ok thì nhớ cho một like và đăng ký kênh hồn nha các bạn.